À, bây giờ bỏ rồi. Tật có nghĩa gì là vậy? bây giờ ngủ nằm mơ á. Mơ? Ngủ nằm mơ không? Ngủ nằm mơ cái sáng dậy ghen. Tự nhiên ngủ dậy sáng tan mất. Trời hiếp. Bà nói câu chuyện gì anh? Cái câu chuyện ở mơ bà thấy sao? Bà nói bà nằm mơ bà thấy là ông đi với con đó vô khách sạn rồi kia nọ rồi gặp tôi rồi kia nọ đó vậy đó. Gặp tôi nữa hả? À? Gặp luôn. Ủa sao quýnh trong giấc mơ đi tụng ra đây quýnh nhỏ. Trời ơi thấy mặt ngủ đi ghét quýnh cái nó giật đang ngủ giật mình vậy cái gì vậy? Thấy ông đi nhỏ đó trong mơ đó. Trời vô duyên. Cái gì kỳ vậy? Hả? Vợ có vậy không? Có nha. Mà hay cằn nhằn. Ngày mơ lắm. Đúng rồi, anh Thái nhắc mới nhớ á. Vợ anh có không? Không, vợ anh không có mơ vậy đâu. Dạ. Có anh mơ thì có. Rồi bây giờ nói chung là mình đã làm xong hết rồi. Bây giờ mình mời cô giáo vô để kiểm định chấm điểm cho hai anh em nha. Dạ, dạ mời cô giáo à. Dạ, chúng em xin chào cô. Dạ rồi, vậy em xin phép. Dạ, xin chào cô à. Chị kiểm tra đường chỉ rồi coi đúng không chị? Đúng không ạ? Dạ, dịu dàng từng đường kiếm mũi chỉ. Dạ, cái này chắc được 8 điểm nè. 8 điểm. Rồi, giờ tên Thái nha. Cô chấm giùm cô. 4 bữa quá. Tôi nghi lắm. Cái này là năm vớt anh ơi. Năm vớt anh ơi. Năm vớt là sao? À năm mà năm điểm vớt luôn. Vớt mới được 5 điểm. Không thấy được. Để sai vậy không? Vớt mới được 5 điểm. À, này sửa được không cô? Dạ được, thôi để em sẽ sửa lại giúp mình dạ. Và hoàn thiện cái ví này nha. Dạ, vậy cô sửa giùm cái này luôn nha cô nha. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ chương trình có một cái gọi là cái thử thách rất là đặc biệt luôn. Đây là những cái tấm thẻ. Và trong tấm thẻ này có những cái tình huống mà đôi khi anh đã trải qua rồi hoặc là anh chưa trải qua. Nếu như bóc cái tình huống đó anh sẽ xử lý như thế nào? Rồi anh Bo được 8 điểm cho nên anh Bo được bóc trước nè. Rồi bóc đẩy nè ha. Cái nào không được. Ôi quá trời, cái hôm tay của em anh ơi. Tay à, vậy à? Quá trời. Đâu cần nhắm mắt đâu mà. Bí mật đồng trời giấu vợ. Từ đó giờ phải nói thiệt nhanh nha. Không nói thiệt nha. Tại vì lát tụi em mua cái máy rồi tụi em sẽ... Bằng chứng trước tòa nè, bằng chứng trước tòa. Đúng rồi, bằng chứng trước tòa anh nói bậy bạ là không được nha. Tấn Bo à, lúc trước khi mà gặp là chị đó, có quen với một cái người đó mà trước người... khi gặp trước chị khi là... nói trước gì hay là sau khi? Trước khi, đúng không? Mình mà sau đó rồi mới kể. À rồi rồi. Kể rồi cái chuyện giấu động trời sau đó là mới biết à. Là gì nè, cứ nhắc hoài. Thật sự tới bây giờ anh vẫn nhắc. Thì gặp mỗi lần sau ngồi với chị nhắc cái chị đó, cái một người đó quen ở gần nhà, cái cô đó để đi học là giống như cái dạng như mối tình đầu hay gì đó. Rồi đó cái đầu mỗi lần cái ngồi tới chị cái đầu nhớ. Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong, khách mời sao giờ chưa tới nữa. Hay thật là chán trường quá đi. Có ai ở đây không ạ? Có ai đây không ạ? Ủa? Lâm? Ủa? Anh Thái? Ơi. Vui quá, hôm nay gặp em đây, em đâu đây? Ủa sao anh đàn ông trai mà hẹn trong hẻm chi vậy anh? Trời ơi! Thì anh hẹn trong hẻm vậy? Nhà này nhà nó có da nè, tao tiệm da, nó làm da đẹp lắm. À, ở đây là đồ làm handmade đúng không? Anh, ngày hôm nay tới đây anh có mua gì tặng vợ mình không? Đang mấy cái, đang coi mấy cái giỏ đẹp 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 nè, mấy bóp đẹp đẹp dễ thương nè. Má trời đẹp ha, toàn là làm bằng tay không đó anh? Tay bằng da, hay quá, đẹp quá nè. Trời ơi! Lát cái mình làm da xong mình khắc tên vợ mình không đây? Ồ. Ủa anh Thái đây rồi, anh kia đâu? Không biết nữa sao hẹn. Hôm nay là anh là chủ động hẹn mà tại sao anh kia chưa tới? Mà hẹn ổng rồi mà sao bây giờ chưa thấy tới nó không biết nữa. Để ra ngoài coi ổng coi tới đâu rồi. Trời đâu rồi trời, lâu dữ vậy trời. Lúc nào cũng trễ. À, nào chắc là vợ ổng cho đi rồi. Ý ảnh lên kìa. Anh ơi. Đâu? Đây nè. Ui. Ui. Đò ơi. Rồi bò ơi. Rồi bò. Bò. Cầm bò sổ. Bò tên bò khó kêu quá. Rồi bò ơi. Anh gọi bơi được. Gọi bò ơi. Ai vậy? Tôi. Ai kêu tôi vậy? Ôi, ơi. Ai vậy? Trời em nè. Bà ơi. Trời ơi, sao tới trễ vậy? Tưởng vợ cho đi chứ. Ai nói trễ? Anh đợi muốn chết luôn vậy nè. Anh đợi đâu? Đứng ngoài đường đợi. Thôi, hẹn cho đã, đợi anh rồi tới trước không nói tiếng nào hết trơn rồi. Mà ngày hôm nay hai anh sẵn sàng chia sẻ móc ruột móc gan mà nói xấu với bà vợ ở nhà không? Tại vì ai đến đây cũng hứa với em một điều ban đầu là hả, có bao nhiêu tật xấu của vợ nè, bao nhiêu mà cái thói quen không tốt của vợ nè, nói hết cho tất cả mọi người nghe luôn.
Anh không ngại được không? Không ngại, có em đây mất mới vậy anh ngại. Đúng rồi, có đâu ngại luôn anh ơi. Làm gì mà phải sợ? Không, anh thấy chắc ngại à. Anh nói hoài vậy ngại. Nhưng mà bây giờ có nhiều cái mà chưa nói đúng không? Ờ, có. Chương trình này trải lòng hết nha. À, nhưng mà giờ anh không biết đi quay gì đâu. Bình thường nói là hai vợ chồng thì đi chung đúng không? À. Hôm nay sao không đi chung nữa? Hôm nay ba bầu bì lớn rồi. Bụng bự cho anh. Năm tháng rồi. Năm tháng rồi. Không, nhưng mà trước khi mình vô cái câu chuyện hề hước hôm nay thì bây giờ em xin giới thiệu một chị chủ là chuyên làm cái đồ handmade nè, làm mấy cái giỏ sách rồi mấy cái bóp và hướng dẫn cho anh em mình cái cách mà làm để mà sau khi mình nói xấu xong thì cũng có phải ít quà đem về coi như là hối lộ với vợ chứ. Có lý. Dạ, em mời chị chủ ạ. Dạ, em chào chị. Dạ, chị ngồi mấy ghế chị ngồi nha. Dạ, chào chị. Em có thể đứng đây để có thể hướng dẫn cho mọi người dễ hơn ha. Dạ, chị giới thiệu về bản thân mình, chị tên gì? À, dạ, em tên là Thanh. Em là founder của Free Will Leather. Tụi em có một cái xưởng nhỏ để làm những sản phẩm da handmade bằng tay cho khách du lịch nước ngoài cũng như là cái thị trường trong nước mình. Thì hôm nay tụi em sẽ có một cái thử thách cho hai anh, đó là mình sẽ làm hai cái sản phẩm ví nhỏ bằng thủ công để tặng cho bà xã của mình nha. Dạ. Được không? Chị cho em hỏi là chị hoạt động ở đây bao lâu chị, kinh doanh á? Dạ, tụi em đã được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ, dạ, bây giờ chị có thể chỉ cho em, anh Bom như là anh Thái cách làm cái công đoạn mà dễ nhất thôi. Dạ, ok. Nhưng mà khi mà chị chỉ thì nhớ nói từng công đoạn để tụi em được biết và được hiểu luôn. Dạ, ok. Dạ. Giờ mình sẽ chuẩn bị dụng cụ trước cho mọi người nha. Dạ rồi. Cái này là nãy nói cái da gì? Da bò phải không? Dạ. Đừng có làm da bò nha. Đừng có làm da bò nha. Da bò mà em làm cũng vợ em làm thôi. Thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái ví. Khi hoàn thiện nó sẽ như thế này. Mình sẽ theo tên cái chữ cái đầu của bà xã ở đây. Một công đoạn làm ví da thường sẽ qua 3 bước. Đó là mình sẽ cắt da bằng dao. Sau đó muốn may được mình sẽ phải đục từng cái lỗ này bằng tay, bằng một cái cây đục có cái lỗ ở trên, sau đó mình mới may. Nhưng để mình tiết kiệm thời gian, em đã cắt trước và đục lỗ sẵn một bên. Hay quá, chứ chị đục không đục thì mình đục thứ mai luôn đó. Thì việc còn lại của mình chỉ là đục ở những cái lỗ em đã đánh dấu rồi, ở trên cái miếng da này. Sau khi đục xong, mình sẽ gấp nó lên và so cái lỗ cho nó thật là khớp với nhau. Ví dụ anh thấy lỗ đằng trước và đằng sau khớp với nhau. Sau đó mình dùng kẹp lại. Rồi mình sẽ lấy chỉ để may hai bên nữa là đã xong một cái ví rồi. Em sẽ dùng búa để cái lỗ tròn này ngay trên cái lỗ mà mình đã đánh dấu. Mình đục nhẹ một cái, mình nhấc lên là nó sẽ để lại cái lỗ trên da. Chị ơi, có cái nào đục sẵn không? Thấy hai anh, em thấy sao nó thấy không làm chắc không được quá. Không được, nhưng mà cái này tối nè. Đâu đang làm thử cái này. Ủa sao anh chưa vô gì anh vô giữa anh nhảy rồi. Có thể đục từ cái lỗ đây, mình có thể quay lại ha. Mình đục từ trên xuống. Bị tối rồi. Đó. Chết rồi, vậy là anh Bo làm nhanh hơn. Đó. Hay quá anh Bo ơi. Trời ơi. Sao mà ông đã tôi nói nhà tôi bị đột hoài cho nên giờ tôi đục. À, là anh Bo lớn tuổi hơn hả? Lớn hơn mình mà sao mắt ông giỏi ra. Ủa, lớn tuổi là đục được hả? Đó. Xong rồi chúc mừng. Anh Bo ơi, là anh với chị nhà là cưới được bao nhiêu năm anh Bo? Anh với chị đến năm nay cũng 21 năm rồi kìa. 21 năm? Dữ à. Chị thì em đã tiếp xúc nhiều rồi, gặp rất là nhiều. Còn vợ anh Thái em cũng gặp được 2 lần rồi. Anh với chị cưới được bao lâu rồi anh Thái? Anh cũng 9 năm rồi, gần 10 năm rồi. 9 năm gần 10 năm rồi. Là anh Bo hiện tại bao nhiêu người con quên anh? Anh 4 lắm. Hai trai hai gái. Bé bự nhất là lớn của anh. Còn anh Thái là thứ ba rồi. Hai rưỡi. Vài tháng nữa thôi. Này 4 tháng nữa thôi. Vậy hả? Gặp thêm một hoàng tử nữa. Ôi, 2 rưỡi luôn á. Là đủ kiếp đủ tẻ luôn đó. Chị nhà bà nay bà đang có bầu nè, bây giờ tâm tính bà cô khác gì bình thường không? Mấy cái tháng đầu bị nhà bà bị ngán, mấy tháng đầu á chở đồ con á bị ngán cũng mệt lắm, ăn gì cũng ói hết trơn. Là ngán đúng không? Bị ngán cũng khó chịu, thay đổi tính tình, có bầu vô bực bội, nhiều cái bực bội cho người. Cái nết nó khác bình thường? Khác nết lắm. Ở cái là bánh sực liền. Sực liền hả? Bình thường không giống sực mình đâu. Bình thường là kiểu dưới. Bà đeo dưới dưới mà có bầu cái còi trên. Kèo trên. Hay thiệt. Anh nhớ chuyện gì mà vô duyên vô dùng. Tự nhiên bực tức là cái la là chửi anh không? Ví dụ như thường là anh đi về khuya là ngủ được, cứ trở qua lại là không thấy chồng về, là bắt đầu là ngồi điện thoại rồi mà đi nhậu gì nhậu gì đi chơi gì bây giờ chưa về đó, cái la vậy đó. La mà trong cái đó anh cứ đi nhậu không hay là anh đi làm? Thì anh đi làm rồi đi về rồi cũng anh em ngồi với nhau chút ghé nhậu cũng ngồi bình thường vậy đó, bình thường đâu có la đâu mà có bầu vô nhõng nhẽo chút nhõng nhẽo gì la. Rồi anh có tranh thủ về không? Về chứ.
Về không được. Không về được không? Tại vì nhiều khi phụ nữ họ bụng họ bự, anh lăn qua lăn lại mỗi gì lăn qua phải giác bụng thải qua cái thải qua lại. Đúng rồi, đúng rồi. Còn hai con chúa nữa. Sao? Ba ơi, ba đi nhậu hoài, về đi con đi. Đó, vậy đó, cứ vậy đó. Cứ la hoài. Còn con bo lớn rồi đúng không? Lớn rồi cưng. Có nào mà ba hay cằn nhằn không? Vợ đây ba còn cằn nhằn. Nói chung là vợ anh thì không cằn nhằn gì lúc còn nhỏ đó, đi diễn rồi đó, dắt con dắt cái theo lùm đùm đầy đầy. Rồi cái vợ anh thì không có muốn cho đi theo, sợ nói chung làm phiền nơi chỗ mình làm. Mà anh thì anh thương con thì em biết rồi, lòng dẫn theo. Thì đó, cuối cùng anh phải cãi nên dẫn theo cho bằng được thôi. Bữa nay em dẫn con theo. Bữa nay tại vì đi thì biết nó 6 giờ đúng không? Biết nó 6 giờ đúng không? Nhiều khi giờ nó mát. Đi tới bắt đầu vô đây ha. Dạ đúng rồi. Dạ không, mình đi theo cái lỗ tiếp theo. Rồi chỗ này ha. Dạ. Rồi, đây nè, đây bên đây cái mình vào đây. Làm đồ cái dạ, mình đây, đây qua đây nè. Mà vô ra luôn hả? Lỗ luôn hay là lỗ nào đó? Dạ bà, lỗ kế bên. Kế bên. Để em chỉ cho anh một bước chỉ nha. Trời ơi, trước giờ là chưa mà tôi. Anh thì để gần mới thấy, còn anh để tuốt ngoài xa mới thấy. Đúng rồi, hai ông ngộ ha. Ờ cái này chụp. Đúng rồi. Chọt đây nè, chọt, chọt đây. Dạ cứ cái lỗ kế bên, mình không bỏ cái lỗ nào chính giữa hết. Dạ. Hay đó quá. Dạ anh có may đồ. Cũng có, may mấy cái quần xà lõn cho. May mấy cái quần xà lõn cho. Gắt đúng hả? Ờ, tội nghiệp quá vậy. Anh, mấy sao anh quần xà lõn không có vỏ? Sao anh quần xà lõn nhà tự may luôn hả? Tự may thì nó tét á, bật tét rồi đó. Thì anh cũng lấy anh khâu vậy nè. Không mà không giống vậy nè, cũng tự không. Mà tại sao vợ không khâu cho anh? Ừ, vậy anh thích. À, đó là anh thích đúng không? Anh thích. Còn anh Thái thì sao nè, nãy giờ nhớ là những cái câu chuyện nào và tật xấu của bà nhà chưa? Dạ anh thì hồi trước anh ở chung với ba mẹ đó. Thì anh hồi trước anh hư lắm, đi làm suốt mà đi, anh đi làm xong anh cũng ít có chịu về nhà lắm. Cũng nói hoài anh không sửa, bắt đầu bỏ về nhà bên mẹ, bên cổ, bỏ về nhà mẹ, bắt đầu là anh qua năn nỉ. Mà chị đi chị có nói gì anh không, âm thầm đi? Thì đi thì có đàn nhắn tin là tôi đi về và gia đình vợ, tôi không chịu nổi cái cảnh này, đỡ ở với anh vậy đó. Mà thật, bây giờ sau này anh nghĩ là anh thương phụ nữ chịu đựng vậy đó. Mà anh bây giờ cũng tu luôn à. Trời ơi, là anh ăn chay luôn đó. Ôi, ngày hôm nay một điều trùng hợp nữa, hai anh đều ăn chay luôn. Anh ăn chay bao nhiêu lâu rồi anh Thái? Anh chay có năm rồi. Còn anh Bo? Anh 12 năm. Phải đủ duyên, đủ phước mới ăn chay được. Trời chứ không phải đơn giản đâu. Ai? Hồi xưa anh ăn chay một bữa sáng rồi buổi chiều với cái đồ mặn anh ăn rồi. Là phải đủ gì đâu hướng. Anh ăn cảm giác, anh ăn cảm giác là anh ăn chay như không ăn vậy đó, anh có chịu. Đúng rồi, hồi đó em đi qua Ấn Độ một tháng trời, em qua bển em ăn chay được rồi, em vừa về tới dạng vợ em mới chiên thịt chiên. Thì quá. Em hết duyên hết nghiệp luôn, nó quéo em lợ liền. Ở nhà là chị nấu ăn giỏi không? Không, nó ăn giỏi. Hồi xưa nấu ăn rất là ngon, nấu ăn mà nấu ăn đồ mặn ngon rồi. Bây giờ vẫn nghiên cứu đồ chay luôn. Nghiên cứu luôn hả? Vẫn nghiên cứu đồ chay, nấu đồ chay ăn ngon lắm. Dạ. Mà giờ nó có cái bệnh là có bệnh xấu mà anh nói hoài bây giờ bỏ rồi. Có nghĩa là gì không? Ngủ nằm mơ á. Mơ? Ngủ nằm mơ không? Ngủ nằm mơ cái sáng dậy ghen. Tự nhiên ngủ dậy sáng tan quá. Trời hiếc. Bà nói câu chuyện gì anh? Cái câu chuyện ở mơ bà thấy sao? Bà nói bà nằm mơ bà thấy là ông đi với con đó vô khách sạn rồi kia nọ, rồi gặp tôi rồi cái nọ đó vậy đó. Gặp tôi nữa hả? À? Gặp luôn. Ủa sao quýnh trong giấc mơ đi, tụng ra đây quýnh nhỏ. Trời ơi, thấy mặt mũi ghét quýnh một cái, nó giật đang ngủ giật mình vậy, cái gì vậy? Thấy ông đi với nhỏ đó trong mơ đó. Trời ơi, vô duyên. Cái gì kỳ vậy? Hả? Vợ có vậy không? Có nha. Mà hay cằn nhằn. Ngày mơ lắm. Đúng rồi, anh Thái nhắc mới nhớ á. Vợ anh có không? Không, vợ anh không có mơ vậy đâu. Dạ. Có anh mơ thì có. Rồi bây giờ nói chung là mình đã làm xong hết rồi, bây giờ mình mời cô giáo vô để kiểm định chấm điểm cho hai anh em nha. Dạ, dạ mời cô giáo à. Dạ chúng em xin chào cô. Dạ. Dạ rồi em xin phép. Dạ xin dạ, chào cô à. Chị kiểm tra đường chỉ rồi coi đúng không chị? Đúng không ạ? Dạ dịu dàng từng đường kiếm mũi chỉ. Dạ cái này chắc được 8 điểm nè. 8 điểm. Bây giờ tên Thái nha. Cô chấm giùm cô. 4 chữ quá. Tôi nghi lắm. Cái này là năm vớt anh ơi. Năm vớt anh ơi. Năm vớt là sao? À năm mà năm điểm vớt luôn. Vớt mới được 5 điểm. Không thấy được. Để sai vậy không? Vớt mới được 5 điểm. À, này sửa được không cô? Dạ được, thôi để em sẽ sửa lại giúp mình dạ. Và hoàn thiện cái ví này nha. Dạ, vậy cô sửa giùm cái này luôn nha cô nha. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ chương trình có một cái gọi là cái thử thách rất là đặc biệt luôn. Đây là những cái tấm thẻ. Và trong tấm thẻ này có những cái tình huống mà đôi khi anh đã trải qua rồi hoặc là anh chưa trải qua. Nếu như bóc cái tình huống đó anh sẽ xử lý như thế nào? Rồi anh Bo được 8 điểm cho nên anh Bo được bóc trước nè. Rồi bóc đại nè ha. Cái nào không được. Ôi. Ủa trời, cái không tay của em anh ơi. Tay vậy. Ủa trời. Tôi cần nhắm mắt đâu mà. Ừ,
bí mật đồng trời giấu vợ. Từ đó giờ phải nói thiệt nhanh nha. Không nói thiệt nha. Tại vì lát tụi em mua cái máy rồi tụi em sẽ bằng chứng trước tòa nè, bằng chứng trước tòa. Đúng rồi, bằng chứng trước tòa anh nói bậy bạ là không được nha. Tấn Bo. À, lúc trước khi mà gặp là chị đó, có quen với một cái người đó. Mà trước khi gặp trước chị là nói trước hay là sau khi? Trước khi đúng không? Mình mà sau đó rồi mới kể. À rồi rồi. Kể rồi mà cái chuyện giấu động trời sau đó là mới biết. Là gì nè, cứ nhắc hoài, thật sự tới bây giờ anh vẫn nhắc. Thì gặp mỗi lần sau tao ngồi với chị nhắc cái chị đó, cái một người đó quen ở gần nhà, cái cô đó để đi học, là giống như cái dạng như mối tình đầu hay gì đó. Rồi đó cái đầu mỗi lần cái ngồi tới chị cái đầu nhớ cái nhắc chị nói em nhớ cái bé Ánh hồn đó, bé tên Ánh đó, giờ đi bên Mỹ rồi đó, rồi tôi qua bển tôi diễn tôi cũng gặp. Trời ơi đó, cái đầu mỗi lần nhắc là không nói chuyện, mỗi lần nhắc là im luôn. Đúng rồi, không nói chuyện cả tuần luôn, không nói. Nhưng cuối cùng là ai? Cuối cùng là anh, người nói trước. À, anh là người lại để chung nó. Mà bây giờ còn gặp bà đó không? Còn gặp đâu, bên kia bên đây mà mỗi lần nhắc là quạo quạo, nhắc là quạo. Không ý là giấu vợ á. Suy nghĩ cho cẩn thận nha, coi là ý trời rồi nè. Dạ, căng dữ rồi nha. Dạ, cho anh suy nghĩ đi, cho anh suy nghĩ nha. Rồi bây giờ tên Thái. Mày suy nghĩ nha. Rồi cái gì nhiều chứ vậy? Quỷ đen giấu vợ chưa từng công khai, dễ gì? Trời ơi, mình có quỷ đen gì đâu, trong tiền bao nhiêu về là đưa vợ hết trơn. Đưa vợ. À, hồi xưa mà chưa ở với bà già đó là đi hát nhiều là đưa cho bà già. Anh không có giữ tiền. Sau này là mình lấy vợ về là bắt đầu ở riêng, là bắt đầu là đưa cho vợ giữ, mà quản lý. Mình chỉ bỏ những tài khoản giấu là giấu cái thẻ thôi. Giấu là giấu cái thẻ thôi. Cái thẻ. Là mà khi mà anh rút tiền là chỉ nhà biết không? Có những cái tài khoản bỏ biết, có những cái tài khoản bán biết. Không biết. À. Ừ. Là trong tài khoản không biết là có nhiêu tiền không rồi. Chữ 100, 200 gì thôi. 100, 200 ngàn, 200 triệu. Triệu. Dạ xong chương trình này chỉ biết luôn, cái này tịch thu luôn nè. Không có đâu. Không có nè. Dạ anh thoải mái lắm, không bao giờ nghĩ mà không bao giờ mà suy nghĩ tiền bạc. À, dạ anh thoải mái đúng không? Đưa bao nhiêu. Đưa bao nhiêu là lấy bao nhiêu thôi, chứ không bao giờ ông làm như vậy hai bao nhiêu là hát như thế, không bao giờ. Anh đưa như lấy nhiêu, còn anh đưa thôi. Còn bao quy đen không? Thì bây giờ nhắc cái vụ tiền nãy giờ Thái nói với em đó. Thì nãy giờ suy qua cái sự suy nghĩ thì bây giờ mới nhớ nè. Thái nhắc cái vụ tiền mới nhớ. Cái quỷ đen này là dứt khoát là anh có rồi. Anh chỉ quỷ ma thôi. Anh chỉ quỷ ma thôi. Quỷ ma cái chuyện này nè. Lúc mà anh ở với chị rồi đó, anh đi chiếc xe Honda đó. Thì đi diễn. Lúc đó anh diễn với anh Bảo Trí. Thật sự hồi đó giờ trong mình hồi đó đi diễn hồi đó giờ anh không bao giờ mà đem tiền theo. Cái tật nhiều khi mà vợ đưa cũng không có lấy rồi. Là giống như là thôi được rồi. Rồi đi cầm chiếc xe đi hát thì đâu có để ý xe này nọ đâu, xăng cổ đâu có biết. Chạy ra rồi lúc đó mưa nữa, rồi mặt nó mưa chạy ra trong mưa rồi trễ sợ trễ giờ diễn, lúc đó diễn sân khấu mấy cái sân khấu này chạy rồi tới giữa đường hết xăng. Điện về nhà thì sợ vợ nó nói sao tôi cằn nhằn, tôi nói ông này nọ. Lúc đó trong tay có đeo cái đồng hồ, cái vô đổ xăng đẩy vô đổ xăng. Cái đầu nói chú đổ cho con miếng xăng, lít xăng, chứ một lít xăng cho con đi chút xíu. Cái đổ xăng đổ xong rồi mới dám nói. Chú ơi con quên đi. Đem tiền theo, thật sự con cho con gửi cái đồng hồ này lại, có gì con hát. Con không có nói hát mà con đi ra ngoài chỗ đây con chuyện xíu về con lấy nghe chú. Cái chú đó ổng thương. Thôi thì đi xong về. Đã, anh Chí phát lương về. Chạy thẳng về luôn, đâu có ghé cái vụ đồng hồ. Chạy thẳng về luôn, rồi cái hát xong cái quên cái vụ đó. Hỏi vợ hỏi cái đồng hồ đó rồi làm rớt hả? Nó không có rớt, nãy anh đi hát trên đường đi hết xăng rồi cái tội nghiệp ha chú. Cái bà lúc đó chị mới biết được la thật là la nói tại tôi nói ông bao nhiêu lần rồi, thí dụ tôi đưa cầm đi thí dụ 20 ngàn thì bỏ túi có đà bể bánh tráng người ta thì cũng có tiền đền đó, cái ỷ y không có khỏi cái tập vậy đó đó. Bây giờ rút kinh nghiệm chưa, thì từ cái lúc đó anh giấu cái chuyện đó, giấu thôi cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà nó thành một cái chuyện mà anh phải có cái kinh nghiệm để đi ra đường sau này anh xử lý những cái tình huống tốt hơn. Bây giờ là một cái thẻ cuối cùng tạo cảm giác mới lạ cho hôn nhân. Có nào anh có tạo cảm giác mới lạ cho chị nhà không? Chị giờ lãng mạn lắm. Bả lãng mạn còn anh lãng xẹt không à? Bả lãng mạn sao? Bả lãng mạn nhiều lúc á, bả làm bất ngờ bả. Chứ là sinh nhật mình không? Kỷ niệm ngày cưới hay là những cái kỷ niệm nè. Bả nhớ mấy ngày sinh nhật, bả nhớ hết. Bả nhớ hết. Bả làm hết. Bả thuê một cái khách sạn 5 sao nha. Rồi 5 sao luôn. Bả không làm ở nhà đâu, bả làm cái khách sạn 5 sao, bả vô chuẩn bị phòng ốc rồi. Bả ra đốt nến rồi cái nọ, bả là chảy hoa hồng rồi hết trơn. Trời ơi. Mình đâu có biết là ba làm đâu, mình cứ đi nhậu với anh em. Mà con lúc đó bà gửi hết à? Gửi hết. Mà mình cứ đi nhậu hoài, mình đâu thầy bà nói mình em chuẩn bị lãng mạn về anh về ngày đó.
mình cứ đi chơi anh em đến cái mình sinh nhật mình hay là tiệc tùng là mình chơi cho hết mình chứ em. À. Về đến nơi xỉn bà nó rồi. Xỉn luôn. Ngủ luôn. Trời ơi, chán anh ghê. Nói vậy đó. Chuẩn bị hết trơn hả? Chuẩn bị hết trơn. Rồi anh có tới khách sạn năm sau đó không? Có, nhưng tới ngủ luôn hả? Sáng gì mà chửi không? Chửi. 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 Tức ghê. Sang chảm ở nhà không chịu ngủ, phải mua mướn cái sạn năm sau. Lãng mạn, làm lãng mạn, cuối cùng mình lãng xẻ. Còn anh Bo, trong cuộc hôn nhân dù 21 năm, anh thấy có nào khúc nào mà lãng mạn nhất mà anh nhớ tới giờ? Anh thì thật sự rồi đó, giờ anh với vợ anh không có cái gì lãng mạn. Tại vì khi thương nhau ở với nhau đến ngày hôm nay đó thì rất là mãn nguyện rồi. Tại vì vợ anh với đem đến cho anh nhiều cái niềm vui hạnh phúc đó qua mấy đứa con của anh. Không, nhưng mà lâu lâu anh phải làm cái lãng mạn. Không, không lãng mạn được. Lãng mạn bây giờ lâu lâu làm lại đúng không? Nhưng mà không, lâu lâu làm lại nó hay lắm nha. Không, anh không lãng mạn được. Anh cũng lo cho vợ như Thái, nhưng có cả những cái rồi, anh tặng cho vợ khác, anh tặng khác cho vợ tới bây giờ thì những cái tặng anh không được tặng như Thái. Dạ. Thật sự là đời của anh á có gì nữa đó. Anh tặng hơn Thái nữa. Thái thì chuyện nhỏ, tặng cái gì đi mà mua mấy cái đồ áo này nhỏ thật sao tặng cho vợ anh biết gì không? Bốn đứa con đủ tặng đủ không thiếu. Bốn cục vàng luôn rồi. Bốn cục vàng luôn rồi, không muốn gì nữa đó. Tới nay bốn đứa con đủ ha, không có đòi hỏi nữa nha. Quá hợp lý. Đừng đòi hỏi nữa nha, anh có nói luôn, đừng có đòi hỏi nữa, tôi tặng bốn đứa đủ rồi ha. Muốn đứa thứ năm thì chờ đi. Chờ đi ha. Trời ơi, còn không? Sức không? À thì ba nói chờ đi. Thôi chờ đi. Để tới khi nào mà tôi muốn tặng nữa tôi sẽ tuyên bố. Bây giờ tiếp tục chương trình sẽ có một cái thử thách dành cho hai anh, kia là thử thách bà xã của mình. Ông có dặn dò trước không đó? Dặn gì bây giờ nói mới biết nè. À bây giờ nói biết không? Bây giờ anh Bo hay anh Thái sẽ làm thử thách trước đây. Thôi bây giờ Bo đi. Thôi anh đi. Anh em mình ha. Rồi anh lớn tuổi ha. Cho anh xin phép làm gọi trước cái đi ha. Dạ. Rồi. Anh mượn điện thoại coi nha. Điện thoại em luôn hả? Thôi mượn làm đi. Nhà có luôn không? Mượn làm đi. Bây giờ anh bị giật điện thoại đi, đưa điện thoại kia em giữ. Em là người giật nè. Dạ alo. Em hả? Ủa anh gọi em số ai nè? Anh mượn số của Bảo Lâm, Lê Dương Bảo Lâm. Ủa vậy số điện thoại anh đâu sao anh gọi? Nãy thằng Tung á, Tấn Tung nó đi với anh đó rồi quay nè. Rồi nó cầm điện thoại rồi nó nói có ai gọi cho sư phụ. Cái nó chạy ra trước đường á, nó đứng nó nghe. Xong rồi cái quay xong rồi. Rồi cái anh em ra rồi nó nói với sư phụ, nãy con nghe gì con đứng rồi cái xe Honda thằng nào kia nó chạy ngang nó giật cái điện thoại. Trời ơi, thì con mới giỡn gì, điện thoại của Bắp nó cũng giật mà hả? Điện thoại của Bắp nó cũng giật mà hả? Trời ơi, cụ bắp cụ mía gì nó giật chứ tự nhiên cụ bắp gì. Cái điện thoại đó cho em không thèm, nó còn giật. Điện thoại không thèm nhưng mà nó giật cái điện thoại thôi, cái chuyện đó bỏ qua đi, không có quan trọng. Bây giờ em xin trên cái sim. Sim anh có xin mới được, em đâu đi xin được. Đâu có, em lại em ra em xin giùm anh lại cái sim đi, cái sim rồi giờ người ta không liên lạc được sao? Nhưng mà đi xin cái sim là phải chính chủ mới xin được. Giờ em ra em nói em đọc cái tên của anh rồi em nói cho xin lại cái số điện thoại đó. Chứ cần gì anh? Không được, hôm bữa em làm một lần là anh quên hả? Đợt trước điện thoại của anh bị con bỏ vô ly nước hư rồi em xin lại cái sim khác đâu có được đâu. Ủa vậy là anh mới được hả? Anh mới được, mà anh nó nghe nè. Sao? Cái hàng nào giật điện thoại của anh là đó xui lắm luôn. Vì tôi mắc tôi xui chứ nó lấy được mà sao nó xui. Trời ơi nói chuyện gì kỳ vậy. Cái điện thoại của anh nó lướt Facebook mà nó đứng cứng ngắc nè, nó cũ anh cài 8-9 năm anh không chịu đổi. Em kêu anh đổi hoài anh không đổi, nên nó giật là nó xui hơn. Dạ ngon quá rồi tôi đang nói vụ mắc điện thoại thiệt rồi còn nói này nữa nọ xin là kêu là mấy sim rồi muốn mua điện thoại không mua đi. Thôi được rồi, thôi giờ rồi, nè về làm cái tôi cái sim được rồi. Thôi vậy chú anh về đi. Dạ. Em nè, em nè, Lâm nè. Ủa, chạy em. Dạ, chị bây giờ muốn hỏi cho ổng đi chứ bị giật rồi. Trời ơi, cái điện thoại ổng lâu lắm luôn rồi em. Ủa, điện thoại mà... nó bị đứng mà chị kêu đổi hoài không đổi á. Mà trong đó có gì quan trọng không? Dạ, nói chung là danh bạ với lại cái số điện thoại phone á mấy anh em đổi á vậy. Chị, bây giờ chị điện là ăn cướp đi, chị chửi ăn cướp đi. Nghe chị dữ lắm phải không? Trời, chị muốn chết. Thôi, chị chửi liền, thiệt. Trời ơi em ơi, tội nghiệp người ta thì người ta xui lắm cái chuyện điện thoại của ổng. Trời ơi vậy hả? Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Trời ơi, vậy mà anh Bo nó hả, chuyện nhà chị dữ dằn lắm. Thật sự đây là cái chương trình để thử chị thôi, để xem phản ứng chị như thế nào. Nhưng mà chị xử lý rất là nhẹ nhàng, rất là tinh khôi tinh khiết.
Mà thiệt thiệt. Dạ, giỡn thôi á, giỡn thôi. Trời ơi, là nãy giờ chị tưởng thiệt. Rồi ổng nó bị đơ lâu lắm rồi. Trời ơi. Tới chứ năm không có đổi, chị kêu đổi hoài không có đổi. Là ổng thích cái gì cũ kỹ đúng không? Ủa nói gì kỳ vậy Lam Cưng? Ủa tôi xài rồi đó, vậy tánh anh đó. Là xài cái gì là một cái biến tánh anh rồi, không lẽ em theo tôi có đổi em không? Ừ. Dạ. Bây xài tôi xài mà tới giờ này mà còn nói gì cái điện thoại. Mỗi lần mà chị nói điện thoại anh cũ á, đổi thì anh kêu là anh xài em bao nhiêu năm anh có đổi đâu. Vâng. Không mà vậy là chung thủy hả chị ha. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi, okay. Dạ bye bye chị. Dạ dạ. Chào Lâm nha. Trời ơi, bà này được không ha? Bà này bà giữ không? Bà này bà cũng hiền lắm, không có giữ. Hiền toàn là mấy bà vợ hiền hiền không ha. Hai anh ơi, đây là thành phẩm của hai anh. Trời ơi, nó thiệt á. Quá trời. Đây là nãy của anh màu gì? Anh màu nâu. Màu nâu của anh, màu đỏ của anh. Rồi anh nếu bây giờ mà cầm cái bóp này về thì nếu mà gặp vợ anh sẵn anh nói gì để tặng vợ anh đây? Nói gì hả? Nói gì cho dễ thương xíu nè. Cái món quà mà tận tay anh, đích thân anh làm tặng cho em. Dành hết tình cảm của anh dành cho em vào đây. Tại vì em đang có một cái hoàng tử trong lòng anh. Đang mang cho đứa con rất là quý của anh. Nhà anh treo hình anh đầy nhà hết trơn. Để cho ba nhìn. Ba nhìn. Trời ơi luôn á. Treo nhìn đầy nhà anh. Trời ơi anh tạo áp lực cho em quá vậy nó không. Em cứ nhìn. Em ăn cũng nhìn, em ngủ cũng nhìn. Trước khi làm cũng nhìn. Nhưng mà để giống hay không là không biết. Mình phải cố gắng thôi. Cố gắng. Đừng áp lực. Chỉ điện. Ê hết hồn. Điện lại. Tới rồi kìa. Alo. Dạ hả? Dạ. Mẹ đâu vậy? Đi bắt xe, trong vườn nhà. Dạ. Anh có cái tin vui này nè. Đáng lý mình sanh con mình ở bên Việt Nam đứa này, nhưng mà bây giờ bên ca đã cho qua rồi. Anh chưa làm giấy tờ cho em, tháng sau là em đi vô bển nha. Ôi em đi đâu? Cái gì? Ôi em Việt Nam. Đợi đi bển đi rồi vài tháng trùng quá. Không. Sao vậy? Không đi đâu. Hả? Không đi. Sao không đi? Thôi đúng rồi đâu. Kỳ cục quá. Thôi kìa cục. Không, không có đi. Dẹp. Không đi thôi. Nha. Trời ơi. Vậy là phản ứng mà là phản ứng dữ rồi đó. Phản ứng dữ hả? Phản ứng là dữ, vậy là dữ rồi đó. Là thích đi Canada. Hồi trước là thích đi Canada, bây giờ đứa này quyết định sinh ở Việt Nam. Không thích đi nữa. Đi sợ xa chồng. Sợ xa chồng, ghen. Xa hai đứa con, ghen. Ghen. Không, cũng dễ thương rồi. Vợ ơi. Hồi nãy chồng giỡn thôi, chồng giỡn với vợ là vấn đề là đi Canada tại chương trình đó. Giờ coi chương trình vợ biết rồi, chồng biết là vợ rất là thương chồng. Lúc nào cũng muốn ở gần chồng, không muốn xa. Thật sự là chồng cũng vậy, lúc nào cũng muốn ở gần vợ hết đó. Không muốn mà xa vợ hết. Thì em thấy thời gian gần đây chồng cũng thay đổi rất là nhiều mấy năm nay. Khi mà bé Suy ra đời thì chồng thay đổi rất nhiều, cũng vì gia đình. Sống gia đình là chính, nên là vợ yên tâm một điều là vấn đề khác không bao giờ có. Chỉ có vấn đề là chồng là làm sao để cho vợ con có một cuộc sống tốt hơn, để làm sao cho vợ sanh con ra nó sẽ hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa. Mình cố gắng giữ những cái hạnh phúc như thế này đến cuối đời để chào đón hoàng tử ra đời nha vợ yêu. Chồng yêu vợ rất là nhiều. Bà xã ơi, bữa nay kêu bà xã hiểu ha. Dạ, ông Hành nói cho bà xã nghe nè. Ông Hành khi mà tham gia chương trình thám tử hôn nhân có cái cuộc gọi thử thách lòng của bà xã, mới biết được tấm lòng của bà xã đối với ông xã. Bà xã quan tâm ông xã nhiều lắm. Những gì bà xã quan tâm tới ông xã ghi khắc vào trái tim và dành hết tất cả tình cảm cho bà xã. Từ đây về sau, những cái gì mà bà xã đã không được, ông xã hứa sẽ dành cho bà xã nhiều hơn. Và những cái gì mà ông xã đã làm cho bà xã buồn không bao giờ còn xuất hiện nữa, thì bà xã cứ yên tâm, hãy đón lấy những cái việc làm của ông xã bằng những cái hành động chuẩn bị đem đến cho bà xã yêu thương.